Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em toán lớp 4 trang 127. Trong lúc xem bài giảng, thầy Liêm yêu cắm hai quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Bài hôm nay mình sẽ học phép cộng phân số phần tiếp theo nhé. Ví dụ có một băng giấy màu. Bạn Hà lấy 1/2 băng giấy. Bạn An lấy 1/3 băng giấy. Hỏi cả hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy màu. Như vậy là mình muốn biết là cả hai bạn đã lấy được bao nhiêu phần của băng giấy màu. Thì mình sẽ thực hiện phép cộng đúng không? Vì vậy ta phải thực hiện phép cộng. Mình sẽ lấy 1/2 băng giấy của bạn Hà cộng với 1/3 băng giấy của bạn An đúng không? 1/2 cộng 1/3. Như vậy ở đây mình có hai con số khác mẫu số. Như vậy là để thực hiện phép cộng được thì ta cần đưa phép cộng về phép cộng hai con số cùng mẫu số nha. Có nghĩa là chúng ta mình phải quy đồng mẫu số. Mình thấy là 3 sẽ không chỉ hết cho 2. Như vậy mẫu số chung chính là tích của 2 nhân 3 là 1/2 thì mình sẽ nhân tử của 1 cho 3. Còn 1/3 mình sẽ nhân tử của 1 cho 2 đúng không? Giờ như vậy là trước hết mình sẽ đi quy mở đồng mẫu số hai con số. 1/2 thì mình sẽ nhân tử của 1 cho 3. Mình sẽ được 3/6. Còn 1/3 mình sẽ nhân tử của 1 cho 2. Mình sẽ được 2/6 đúng không? Như vậy là mình tiếp theo mình sẽ thực hiện phép cộng hai con số 1/2 cộng 1/3. 1/2 thì mình quy đồng lên là 3/6. Dấu cộng viết lại. 1/3 mình quy đồng lên là 2/6. Giờ đây là phép cộng hai con số cùng mẫu số thì mình sẽ lấy tử cộng tử dưới nguyên mẫu đúng không? 3 cộng 2 là 5. Giờ mẫu số 6 viết lại nhé. Giờ như vậy là mình đã thực hiện phép cộng hai con số khác mẫu số xong nha. Giờ như vậy mình nhớ câu phía dưới đây để mình làm bài tập nhé. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số thì trước hết ta quy đồng một số hai phân số đó. Giờ cộng hai phân số đó là với nhau đúng không? Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết nha. Phần lý thuyết thì mình nhớ một điều. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số thì ta phải quy đồng một số hai phân số đúng không? Giờ sau đó cộng hai phân số còn lại với nhau là được nha. Giờ như vậy là mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tới phần bài tập luôn nha. Giờ câu số 1 tính, câu A là 2/3 cộng 3/4. Như vậy mình thấy đây là hai phân số khác mẫu số. Như vậy trước hết mình sẽ đi quy đồng mẫu số. Mẫu số chung chính là tích của 3/4 là 12. Có nghĩa là 2/3 mình sẽ nhân tử của 1 cho 4. Và 3/4 mình sẽ nhân tử của 1 cho 3 đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu 1 theo chính. Giờ trước hết thì mình sẽ quy đồng mẫu số hai phân số. Giờ như vậy là 2/3 thì mình sẽ nhân tử và mẫu cho 4 đúng không? Có nghĩa là nhân cái mẫu bên này 2/3. Mình sẽ nhân tử và mẫu cho 4 nha. 2 nhân 4 và 3 cũng nhân 4. Giờ 2 nhân 4 là 8, còn 3 nhân 4 là 12. Như vậy mình kết được quả mình sẽ được là 8/12. Giờ tiếp theo mình sẽ quy đồng mẫu số 3/4. 3/4 mình sẽ nhân tử của mẫu cho cái mẫu bên này, có nghĩa là nhân cho 3 nhé. Giờ 3/4 mình sẽ nhân tử của mẫu cho 3. 3 nhân 3 đúng không? Và 4 cũng nhân cho 3. Giờ 3 nhân 3 bằng 9 nha. 4 x 3 thì bằng bao nhiêu? 4 x 3 bằng 12 đúng không? Giờ như vậy là sau khi quy đồng xong mình sẽ được hai phân số mới là 8/12 và 9/12. Giờ như vậy mình tiếp theo bước tiếp theo mình sẽ đi quy cộng hai con số. Giờ như vậy mình sẽ lấy 2/3 cộng của 3/4.
giờ bằng, giờ như vậy là 2 phần 3 mình quy đồng lên là 8 phần 12 đúng dấu cộng viết lại. Rồi 3 phần 4 thì mình sẽ quy đồng lên là 9 phần 12 đúng không? Giờ như vậy là mình thực hiện phép cộng 2 phân số cùng mẫu số là 12. Mình sẽ lấy tử cụm từ giữ nguyên mẫu. 8 cộng 9 là bằng bao nhiêu? Là 10, 17 đúng không? Giờ mẫu số là 12 viết lại nha. Giờ như vậy kết quả cuối cùng mình sẽ là 17 phần 12 nha. Giờ như vậy là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B luôn nha. Giờ câu B thì mình sẽ cũng làm tương tự đúng không? Trước hết mình sẽ đi quy đồng mẫu số hai phân số nha. Hai phân số là 9 phần 4 và 3 phần 5. Mình thấy là 5 không chia hết cho 4. Như vậy là mình sẽ quy đồng bằng cách lấy 9 phần 4 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 5, cái mẫu bên này. Và 3 phần 5 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 4, cái mẫu bên này. Giờ thầy sẽ làm câu B nha. Quy đồng mẫu. Trước hết là mình sẽ đi quy đồng mẫu số hai phân số nha. Giờ như vậy là mình sẽ 9 phần 4 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 5 đúng không? Giờ 9 nhân cho 5 và 4 mình cũng nhân cho 5 đúng không? Giờ 9 nhân 5 bằng bao nhiêu nè? 9 nhân 5 bằng 45 đúng không? Còn 4 nhân 5 là 20. Giờ sau đó mình sẽ tính tiếp. 3 phần 5 mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 4 đúng không? Giờ 3 phần 5 mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 4 nha. 3 nhân 4 5 cũng nhân cho 4. Giờ 3 x 4 là 12 nha. Và 5 x 4 là 20. Giờ như vậy là mình sẽ quy đồng xong. Thì mình sẽ cộng hai con số đó. Giờ bây giờ mình sẽ cộng hai con số nha. 9 phần 4 cộng 3 phần 5 đúng không? Cộng hai con số. Chín phần tư cộng ba phần năm. Giờ như vậy là 9 phần tư mình quy đồng lên là 45 phần 20 đúng không? Dấu cộng viết lại. Còn 3 phần 5 thì mình sẽ quy đồng lên là 12 phần 20. Giờ như vậy đây là phép cộng hai con số cùng mẫu số, mình sẽ lấy tử cụm từ giữ nguyên mẫu đúng không? Như là 45 cộng 12. Như vậy là 5 cộng 2 là 7. 4 cộng 1 là 5. Như vậy kết quả là 57 phần 20 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu B nha, mình sẽ qua tiếp câu C luôn. Giờ câu C là 2 phần 5 cộng 4 phần 7. Như vậy là mình thấy là mẫu số khác nhau. 7 không chia hết cho 5, như vậy là 2 phần. Trước hết mình sẽ quy đồng một số hai con số. 2 phần 5 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 7. Và 4 phần 7 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 5 nha. Giờ thầy sẽ làm câu C nha. 2 phần 5 cộng với 4 phần 7. Giờ câu C. Trước hết mình cũng đi quy đồng một số hai phần số nha. Giờ trước hết mình sẽ quy đồng 2 phần 5. 2 phần 5 thì mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 7 đúng không? 2 nhân 7 và 5 cũng nhân cho 7 đúng không? Giờ 2 nhân cho 7 bằng bao nhiêu? Bằng 14 đúng không?
Còn 5 nhân cho 7 là 35. Giờ tiếp theo sẽ là 4 phần 7. 4 phần 7 thì mình sẽ nhân tử và mẫu cho 5 đúng này. Giờ 4 nhân 5. À, 7 cũng nhân cho 5. Giờ 4 nhân 5 là 20 nha. 7 nhân 5 là 30. Giờ sau khi quy đồng xong mình sẽ cộng hai con số là đúng nha. Cộng hai con số. Giờ nghi là 2 phần 5 cộng với 4 phần 7 nha. Giờ như vậy là 2 phần 5 thì mình sẽ quy đồng lên là thành 14 phần 35 rưỡi này. Dấu cộng viết lại. Còn 4 phần 7 thì mình quy đồng lên là 20 phần 35 rưỡi này. Giờ đây là phép cộng hai phần số cộng mẫu số. Thì mình sẽ lấy tử cộng tử dương mẫu nha. À, 14 cộng 20 sẽ là 30, 34 đúng này. Mẫu số là 35 viết lại. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 34 phần 35 nha. À, như vậy là mình xong câu C, mình sẽ qua tiếp câu D luôn nhé. Giờ ở câu D thì mình cộng hai phân số là 3 phần 5 cộng 4 phần 3. À, mình thấy là hai mẫu số khác nhau, 5 không chia hết cho 3. Như vậy mình cũng đi quy đồng mẫu số hai phân số, 3 phần 5 mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 3. Qua 4 phần 3 mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 5. Giờ cộng sẽ đó mình thực hiện phép cộng hai phân số là với nhau. Giờ thầy sẽ làm câu D luôn nhé. Trước hết là quy đồng mẫu số hai phân số. Giờ như vậy là 3 phần 5 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3 đúng không? 3 phần 5 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3. 3 nhân 3 và 5 cũng nhân cho 3. Giờ 3 băng nhân 3 là 9 đúng không? Còn 5 nhân 3 là 15. Giờ tiếp theo là 4 phần 3. Thì mình sẽ nhân tử qua mẫu cho 5 đúng không? Giờ 4 nhân 5 và 3 cũng nhân cho 5. Giờ 4 nhân 5 là 20 đúng không? Còn 3 nhân 5 là 15. Khi mình sẽ được hai con số mới sẽ là 9 phần 15 và 20 phần 25. Giờ sau đó mình sẽ thực hiện phép cộng hai con số nha. Giờ như vậy là 3 phần 5 cộng 4 phần 3. Giờ 3 phần 5 chính là 9 phần 15. Giờ 4 phần 3 chính là 20 phần 15 đúng không? Giờ đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số. Mình sẽ lấy tử số cộng tử số giữ nguyên mẫu. 9 cộng 20 sẽ là 29 đúng không? Mẫu số 15 lại. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 29 phần 15 nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho hai ba bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Giờ tiếp theo câu số 2 tính theo mẫu nha. Ở đây mình có mẫu nè. 13 phần 21 cộng với 5 phần 7. Như vậy mình thấy là hai mẫu số khác nha. Nhưng mà 21 sẽ chia hết cho 7 đúng không? 21 chia 7 được 3. Như vậy là 13 phần 21 mình sẽ giữ nguyên. Còn 5 phần 7 thì mình sẽ nhân tử qua 1 chia 3.
để mình sẽ được phần số mới có mẫu số là giống nhau là 21. À, 5 x 3 là 15, 7 x 3 là 21. Như vậy mình kết quả bên này mình sẽ được hai phân số cùng mẫu số là 21. À, cộng hai phân số cùng mẫu số mình sẽ lấy tử công tử giống như mẫu, đúng không? 13 cộng 15 sẽ là 28. À, 21 viết lại. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 28 phần 21 nhé. Giờ như vậy là mình sẽ làm các câu ABCD giống cái mẫu này nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 2 nha. Giờ mình sẽ làm câu A trước. 3 phần 12 cộng với 1 phần 4, đúng không? Giờ như vậy mình thấy là mẫu số khác nha. Nhưng mà 12 chia hết cho 4, 12 chia 4 được 3. Như vậy là 3 phần 12 mình sẽ viết lại. Còn 1 phần 4 thì mình sẽ nhân tử của mẫu cho 3, đúng không? Giờ 1 nhân 3. Giờ 4 cũng nhân cho 3. Giờ như vậy là 3 phần 12 viết lại nhé. Dấu cộng viết lại. Giờ 1 x 3 là 3. 4 x 3 là 12, đúng không? Giờ cộng hai phân số cùng mẫu số mình sẽ lấy tử công tử giữ nguyên mẫu. Như vậy là 3 cộng 3 là 6, đúng không? Giờ 12 giữ nguyên. Giờ 6 phần 12 thì mình thấy là mình sẽ rút gọn được bằng cách chia tử của mẫu cho 6, đúng không? Ta sẽ 6 được 1, 12 chia 6 được 2. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 1 phần 2. Giờ như vậy là mình xong câu này, mình sẽ qua tiếp câu B luôn. Giờ câu B mình sẽ làm tương tự. Giờ như vậy là 4 phần 25 mình sẽ viết lại, đúng không? Giống như cái mẫu. Dấu cộng viết lại luôn. Mình thấy là 25 sẽ chia hết cho 5. 25 chia 5 được 5. Như vậy 3 phần 5 mình sẽ nhân tử của mẫu cho 5. Để được mẫu số giống nhau sẽ là 25 nhé. Giờ như vậy là 3 nhân 5. Giờ mẫu số 5 nhân 5 luôn. Giờ 3 x 5 là 15, đúng không? 4 phần 25 mình sẽ viết lại trước nhé. Giờ dấu cộng viết lại. 3 x 5 là 15. Giờ mẫu số là 25 giống nhau. Cộng hai phân số của mẫu số mình sẽ lấy tử công tử giữ nguyên mẫu. Như là 4 cộng 15 sẽ lại bằng 19, đúng không? Giờ mẫu số là 25 mình sẽ viết lại nha, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu B, mình sẽ qua tiếp câu C luôn nhé. Giờ như vậy là câu C là 26 phần 81 và 4 phần 27. Mình thấy là hai mẫu số khác nhau, nhưng mà 81 sẽ chia hết cho 27. 81 chia 27 được 3. Như vậy mình sẽ giữ nguyên 26 phần 81. 4 phần 27 mình sẽ nhân tử của mẫu cho 3, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu C nhé. Giờ như vậy là 4 mình sẽ nhân cho 3, đúng không? Giờ 27 nhân cho 3. Giờ như vậy là 4 x 3 là 12, đúng không?
Còn 27 nhân 3 sẽ là 81. Giờ đây là phép cộng hai phân số cùng một số. Mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. Như vậy là 26 cộng 12 thì sẽ bằng 38 đúng không nào? Mình thấy 6 cộng 2 là 8 nè. 2 cộng 1 là 3, 38. Mẫu số 81 giữ nguyên. Giờ như vậy là mình xong câu C. Tiếp theo câu D. 5 phần 64 và 7 phần 8. Mình thấy là hai mẫu số khác nhau, nhưng mà 84 sẽ chia cho 8 đúng không? 64 sẽ chia cho 8 được 8. Như vậy là 7 phần 8 mình sẽ nhân tử và 1 cho 8 đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu D. Giờ 7 phần 8 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 8. Giờ như vậy là 7 nhân 8 bằng 56 đúng không? Còn 8 nhân 8 là 64. Giờ cộng hai phân số cùng mẫu số mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu nhé. 5 cộng 56 sẽ là 61 đúng không? Giờ mẫu số giữ nguyên. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 61 phần 64 nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo câu số 3, một xe ô tô giờ đầu chạy được 3 phần 8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2 phần 7 quãng đường. Hỏi sao cả hai giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu phần của quãng đường? Như vậy là bài này quá dễ đúng không? Người ta hỏi cả hai giờ thì có nghĩa là mình lấy quãng đường giờ thứ nhất là 3 phần 8 cộng quãng đường giờ thứ hai sẽ là 2 phần 7, là ra kết quả cuối cùng đúng không? Giờ câu số 4 này quá dễ, mình sẽ làm luôn nhé. Người ta hỏi là sau 2 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu phần của quãng đường, thì mình sẽ dựa vào câu hỏi để mình làm thành lời giải. Mình sẽ bỏ chữ hỏi đi, mình để là sau 2 giờ ô tô đó chạy được số phần của quãng đường là đúng không? Giờ như vậy là mình sẽ lấy 3 phần 8 cộng với 2 phần 7 đúng không? Giờ như vậy là ở đây là hai phân số khác mẫu số thì mình phải quy đồng mẫu số để mà tính đúng không? Giờ như vậy là 3 phần 8 thì mình sẽ nhân tử và 1 cho 7. Như vậy là 3 nhân cho 7 sẽ là 21 đúng không? Còn 2 phần 7 mình sẽ nhân tử và 1 cho 8. 2 nhân 8 là 16. Mẫu số chung chính là tích của hai cái mẫu, 8 nhân 7 là 56 đúng không? Như vậy là 21 cộng cho 16 sẽ là 37 đúng không? Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 37 phần 56 đúng không? Quãng đường nha. Giờ mình sẽ đáp số luôn. Như vậy đáp số chính là 37 phần 56 quãng đường.
Đúng không nào? Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nhé. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.